Bé gái này đang đi học như thường ngày thì đột nhiên có một người đàn ông bước từ trên xe xuống. Ông lấy cô bé rồi nhét bé gái vào trong xe sau đó lái thẳng xe về nhà. Bé gái kia lúc này vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Hắn ta bế cô bé xuống xe, đặt vào trong một căn phòng bí mật đã được chuẩn bị đầy đủ. Căn phòng ở bên dưới tầng hầm cửa và được dùng két sắt che lại. Người đàn ông rất cẩn thận, lối lên cầu thang cũng được che đậy rất kín kẽ. Cảnh sát đến kiểm tra thậm chí còn đứng lên hẳn tấm gỗ mà không hề biết bên dưới có một tầng hầm bí mật. Cô bé Natasha năm đó mới 10 tuổi. Khi tỉnh lại, Natasha phát hiện mình đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ. Cô bé điên cuồng gõ cửa, khóc lóc gọi mẹ nhưng không ai đáp lại cả. Đêm xuống, căn phòng tối đen như mực. Natasha vô cùng sợ hãi. Người đàn ông tên là Wolfgang đem chăn đệm đến. Cô bé bảo anh ta đọc chuyện cho mình nghe. Khi hắn rời đi, Natasha lại gọi lại. Hy vọng anh ta có thể hôn cô bé như mẹ mình vẫn hay thường làm trước khi đi ngủ. Có thể là chỉ khi làm như vậy, cô bé mới có thể duy trì được cảm xúc và không còn cảm thấy sợ sệt nữa. Wolfgang cắm đèn ngủ và chuẩn bị bánh quy cho Natasha. Natasha ngây thơ đã viết một bức thư, hy vọng người đàn ông này sẽ gửi đến cho mẹ mình. Hắn ta gật đầu đồng ý, sau đó giúp cô bé gội đầu. Sau khi rời khỏi căn phòng bí mật, Wolfgang xé nát bức thư. Ngày hôm sau đến nói với Natasha rằng bố mẹ cô bé không cần cô bé nữa, bọn họ không chịu bỏ tiền chuộc, không hề quan tâm gì đến an nguy của đứa con gái này cả. Natasha tưởng thật, khóc lóc nức nở. Nhưng cô bé vẫn không hề từ bỏ ý định chạy trốn. Người đàn ông này có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh. Hắn lắp đặt một bộ đàm trong căn phòng bí mật. Như vậy thì không cần đi đến đó vẫn có thể nói chuyện được với Natasha. Natasha bôi kem đánh răng lên cổ tay giả vờ là mình bị thương. Bảo Wolfgang đưa mình đến bệnh viện nhưng đã lập tức bị hắn ta phát hiện ra. Natasha định chạy trốn nhưng người đàn ông liền đưa tay kéo cô bé lại. Sự nhẫn nại và nhẹ nhàng trước nay lập tức biến thành cáu gắt. Wolfgang rất bất mãn với hành vi của Natasha nên đã không cho cô bé ăn uống gì. Hơn nữa còn không ngừng tẩy não, bắt cô bé phải phục tùng theo hắn. Ban đầu Natasha cũng không quan tâm mấy nhưng 4 ngày sau, cô bé đói đến mức không thể chịu nổi nữa rồi, nên đành phải mềm mỏng cầu xin Wolfgang đưa thức ăn cho mình. Từ đó về sau chỉ cần Natasha không nghe theo lời mình, người đàn ông sẽ bỏ đói cô bé. Trước mắt kẻ đã vài năm trôi qua, Natasha thường xuyên bị bỏ đói nên đã gầy đi rất nhiều. Đồng thời cô bé cũng đã học được cách nịnh nọt Wolfgang. Đây là ngày thứ 1695 Natasha bị nhốt trong căn phòng này. Cô bé đã bắt đầu có kinh nguyệt. Wolfgang cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Anh ta không biết phải làm thế nào bắt cô bé dọn dẹp cho sạch sẽ. Natasha nói mình cần phải đi tắm, hắn đành đưa cô bé đi lên lầu. Đây cũng là lần đầu tiên Natasha được rời khỏi căn phòng bí mật kia. Người đàn ông cảnh cáo rằng đừng có mơ mà chạy trốn được khỏi đây, vì trên cửa sổ có lắp đặt thiết bị tự nổ và chỉ cần cô kêu cứu một tiếng thì sẽ chết ngay tức khắc. Lúc Natasha tắm, Wolfgang đứng bên cạnh trông chừng. Hôm đó, mẹ anh ta phát hiện trên người con trai mình có một sợi tóc dài màu vàng. Hắn sợ chuyện này bị lộ ra liền cạo chọc đầu của cô bé. Dần dần, Natasha đã bị người đàn ông này thuần phục. Vào đêm Giáng sinh, Wolfgang tặng cho cô bé một chiếc máy cassette. Natasha giả bộ tỏ ra rất vui mừng để lấy lòng anh ta. Người đàn ông rất hài lòng về việc này, nên đã cho phép từ nay về sau, mỗi khi mẹ hắn không có nhà thì cô bé có thể ra khỏi căn phòng dưới tầng hầm. Buổi tối hôm đó, Wolfgang dùng dây buộc chặt tay Natasha lại với tay mình, bắt cô ngủ ở phòng mình còn ép cô bé phải quan hệ với mình. Natasha không có cách nào để phản kháng lại cả. Xong xuôi, cô nói mình muốn đi ngắm trăng. Wolfgang đưa Natasha ra vườn. Natasha hít hà cảm nhận không khí trong lành của thế giới bên ngoài. Mùi vị của thiên nhiên khiến cô bị mê hoặc. Cô không muốn quay về căn phòng nhỏ hẹp kia nữa, vì thế nên lại bị người đàn ông đánh đập mỗi khi bà mẹ không có ở nhà. Cuộc sống của Wolfgang sẽ do Natasha lo liệu. Hắn ta rất bực mình vì sự vụng về của Natasha, ngày nào cũng đánh đập, mắng chửi thậm tệ, khiến cho ý muốn chạy trốn khỏi nơi này của cô bé lại một lần nữa sôi sục trở lại. Một thời gian sau, tóc của Natasha đã dài ra. Wolfgang lại muốn cạo chọc đầu cho cô, nhưng cô đã lấy hết dũng khí giữ tay hắn lại. Cầu xin đừng làm như vậy. Không ngờ là người đàn ông lại dừng tay thật. Mặc dù anh ta rất không vừa ý với hành động của Natasha nhưng không biết tự bao giờ. Hắn đã coi cô như một người vợ và muốn cô mãi mãi ở bên cạnh mình. Có lẽ đây không phải là tình yêu, mà chỉ là cảm giác muốn chiếm hữu của hắn quá lớn. Hôm đó, tâm trạng của Wolfgang đột nhiên rất tốt, nên đã quyết định đưa Natasha đi siêu thị. Natasha hoành đi hoành lại không thấy người đàn ông đâu. Đây là cơ hội chạy trốn hoàn hảo nhất đối với một người đã bị giam cầm suốt 7 năm như cô. Nhưng cô bé lại đứng im như tượng, trong đầu liên tục hiện lên gương mặt của hắn ta. Những trận đòn roi đã khiến Natasha không còn dám chạy trốn nữa. Thực ra đây chỉ là một cuộc thử nghiệm của tên này. Anh ta đang đứng trong góc tối âm thầm quan sát. Wolfgang rất hài lòng với biểu hiện này, bèn đi đến kéo tay cô đi. Về đến nhà, Natasha vô cùng hối hận vì đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế. Hôm đó, Natasha vô tình nghe được một mẩu tin trên thời sự, biết được tin bố mẹ vẫn luôn đi tìm kiếm mình. Hóa ra họ chưa từng vứt bỏ đứa con gái này.
Điều này khiến cho ý muốn chạy trốn của Natasha sục sôi hơn bao giờ hết. Cô hỏi Wolfgang vì sao lại bắt cóc mình chứ không phải một người khác. Hắn ta nói lúc trước khi đang đi mua đồ thì nhìn thấy cô rất đáng yêu. Nụ cười thơ ngây khiến anh ta say đắm, nên đã nghĩ ra cái trò hèn hạ này. Người đàn ông đã dành nửa năm trời thiết kế một căn phòng bí mật. Hắn còn nói cô đừng mong có thể thoát được khỏi tay mình. Natasha vô cùng tuyệt vọng, cô muốn tự sát. Cô bé bỏ giấy vệ sinh lên trên bếp từ cho khói lên. Xong cuối cùng lại nghĩ lại không thể chết như thế này được, nên đã quạt cho khói bay qua ống thông gió. Người đàn ông quay lại ngửi thấy mùi lạ liền đánh đập Natasha rất dã man. Trách cứ cô tại sao lại muốn tự sát. Rõ ràng là mọi thứ đang rất tốt đẹp mà. Tại sao cô lại muốn hủy hoại tất cả cơ chứ? Natasha ghi lại tất cả số lần mình đã bị đánh đập vào một tờ giấy rồi cất kín lại. Trước đêm Noel, Wolfgang đưa Natasha đi trượt tuyết. Lúc đi vào nhà vệ sinh cô cuối cùng cũng có cơ hội được ở một mình. Bèn quay sang cầu cứu cô gái bên cạnh. Nhưng cô gái này lại là người nước ngoài nên không thể hiểu Natasha đang nói gì. Wolfgang đứng bên ngoài cửa nhìn vào trong liền đoán ra ngay. Tối hôm đó, hắn đánh cô gái hộc cả máu mũi. Natasha tự trách mình thật là ngu ngốc. Lần sau nhất định phải chạy trốn được khỏi nơi này. Cơ hội rất nhanh đã đến. Hôm đó, người đàn ông quyết định sẽ bán chiếc xe của mình. Hắn bảo cô rửa sạch xe. Lúc này, Wolfgang nhận được điện thoại của bên mua. Tiếng máy hút bụi quá ồn, hắn đành phải đi vào trong nhà. Natasha phát hiện người đàn ông đã quên đóng cổng, bèn chạy trốn ra bên ngoài cầu cứu những người đi đường. Cảnh sát lập tức đến nơi. Đây là ngày thứ 3096 Natasha bị bắt cóc. Cô cuối cùng cũng đã được cứu. Wolfgang phát hiện Natasha đã trốn mất. Biết được sự việc đã bị bại lộ nên đã nằm ra đường ray để tự sát. Bộ phim 3096 ngày được dựa trên một câu chuyện hoàn toàn có thật. Sau suốt 8 năm bị giam cầm, cô bé Natasha cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của quỷ dữ. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo.